mươi 34, đến chiến. Bách hoa khe, bụi mù cuồn cuộn mà lên. Phục hy thì là sắc mặt tức giận, đứng người lên phải tay áo một cái. Cái này cuồn cuộn bụi mù phút chốc chính là tán đi. Tán đi trong bụi mù, có một người. Thu vào trong mắt mọi người. Thân cao chín thước bảy tóc, một đầu tóc rối bời như như sư tử nổ lên dối tung sau lưng, hất lên thú bảo, mặt mũi tràn đầy càng là tròm dâu dài. Giờ phút này đang dùng một đôi là đèn lồng mắt, trợn mắt chừng lấy thái nhất. Si Vu, bệ hạ trước đó không được lỗ mãng, lui ra. Phục hy một tiếng quát trói tai. Thế mà si Vu lại là căn bản không nghe. Chỉ là nhấc tay chỉ thái nhất. Cực kỳ bất kính. Nếu có gan thì cùng ta đơn đấu. Nếu ta si Vu thắng, cho ta nhân tộc cửu châu chi địa. Mà ta cửu lê một mạch cần chiếm cứ sáu châu. Nếu là ta si Vu bại, đông hoàng chỉ cần cho nhân tộc nhất châu chi địa. Đồng thời ta xin hội mang theo cửu lê một mạch rời đi nhân tộc, tìm khác hắn sinh sôi. Xin người điên rồi hả? Hiên viên thị từ trước đến nay cùng vị này nhân tộc binh chủ không hợp nhau, hét lớn lên tiếng. Điên rồi. Là các ngươi quá mức vô dụng, Đông Hoàng chính là là cường giả, cường giả nên dùng cường giả phương thức đến giải quyết vấn đề. Si hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc mắt hiên viên. Một câu nói kia, đem hiên viên thị cho dỗi nổi trận lôi đình bất quá hiên viên thị luôn luôn thủ lễ nữ oa cùng phục hy tại chỗ tình huống dưới hắn sẽ không cùng si viu cứng rắn dỗi phục hy mày nhân lại dương mắt nhìn về phía nữ oa hắn thấy si viu khiêu chiến đông hoàng đơn giản là tìm chết giữa hai người chênh lệch quả thực là thiên địa hồng câu huống chi hôm qua theo xích thiên hố truyền đến chiến báo càng là chứng minh một chút lúc trước hồng hoang nghe đồn cũng chỉ là lời đồn đông hoàng chân thực chiến lược không tổn hao gì Thế mà để phục hy kinh nghi chính là nữ oa cho ánh mắt của hắn đáp lại lại là cho phép. Đáng lúc hắn nghi ngờ thời điểm. Bên tai truyền đến nữ oa một thanh âm. Đại huynh không cần lo lắng, thái nhất thể nội có chu hồn kiếm khí tổn thương. Mặc dù không biết này tại xích thiên hố là như thế nào đánh bại đa bảo, có thể có một điểm không sai. Thời khắc này thái nhất đích thật là bị thương, mà lại thương tổn cực kỳ chi trọng. Chu hồn kiếm khí úc tâm, trở ngại chu thiên vận chuyển, chí ít trong mắt của ta, giờ phút này trong kinh mạch của hắn đã khô kiệt thành không. Phục Hy nghe lời này, nhìn về phía Thái Nhất, cực kỳ kinh dị. Hắn không phải thánh nhân, tự nhiên là nhìn không thấu Thái Nhất thể nội tình huống, có thể Chu Thiên không thể vận chuyển. Dù có thao thiên chi lực cũng không chiếm được thi triển, căn bản không có khả năng cùng người đối chiến. Đang lúc nữ oa cùng Phục Hy truyền thanh ám ngữ thời điểm, hai người ánh mắt. Cũng là bị Thái Nhất đã nhận ra. Mẹ nó, Thái Nhất có thể đoán được thương thế của mình khẳng định bị nữ oa nhìn thấu. Trước đó tại xích thiên hố là bởi vì có cửu trọng đan chống đỡ, cưỡng ép sông mở chu hồn kiếm khí. Đã thông chu thiên kinh mạch, cho nên lúc đó thông thiên giáo chủ nhìn đến thái nhất cũng vô hại thế hình dạng. Nhưng là bây giờ thái nhất đã không có cửu trọng đan. Biết lại như thế nào, thái nhất tâm lý rất rõ ràng. Chỉ cần thương thế của hắn không lộ hãm, liền xem như nữ oa bực này, thánh nhân nói hắn trọng thương, cũng bất quá chỉ là lời đồn. Sau đó Thái Nhất mắt nhìn Siviu, đối với cái tên củ ngạo này, hắn vẫn có chút thưởng thức. So với hiên viên thần nông, càng ngay thẳng, ngay thẳng, không dành âm mưu quỷ kế là điều có sao nói vậy hán tử. Nếu là mình không có đoạt xá đông hoàng, để hồng hoang tiến trình dựa theo nguyên bản quỹ tích đi xuống. Cái này Siviu cũng sẽ trở thành hồng hoang đại địa một vị nhân vật hung ác, vu yêu diệt vong về sau, nhân tộc đại hương. Mà nhân tộc đại hương, chuyện thứ nhất liền là nhân tộc nội loạn thần nông hiên viên. Liên thủ chu sát si vưu. Ngay lúc này, nữ oa mở miệng. Thái nhất, người như như vậy coi như thôi. Cho nhân tộc Ba Châu sinh sôi chi địa. Bổn tọa có thể khiến si vưu thu tay lại. Người thân phận khác biệt người khác. Nếu là ở nhân tộc gãy mặt mũi. Việc này nếu là truyền ra ngoài. Hồng hoang đại địa khó tránh khỏi sắp nổi tranh chấp. Nữ oa lời nói này. Ý tứ nói đúng là thái nhất thất bại. Thần nông thị cùng hiên viên thị đều là nghe được lời nói bên trong ý tứ. Không khỏi là trong mắt có nghi hoặc, bọn họ không có hiểu rõ, vì cái gì A Tổ sẽ nói ra như vây si vương. Chẳng lẽ có cùng Đông Hoàng sức đánh một trận? Hai người ánh mắt đều là nhìn về phía si vương, gấp ngương, nhân tộc Tam Hoàng một binh chủ, phục hy chính là nữ oa chi huynh, nhân tổ chi thân, đương nhiên sẽ không tham dự tranh quyền đoạt lợi, mà thần nông cùng hiên viên. Thì là cùng một trận chiến dây, một mực đêm không lấy nhân tộc đại quyền đối cửu lê một mạch si view cực kỳ bài xích phía bên phải yêu sư phù diêu lúc này thần sắc cũng là hơi đổi lức trộm thái nhất liếc một chút không biết trong lòng đang suy nghĩ gì nữ oa mà nói vẫn là có độ có thể tin chẳng lẽ lại phù diêu âm thầm nghĩ bất quá nhanh chóng đem tâm tư này ép xuống hắn lần này chủ động thỉnh cầu theo đông hoàng đến nhân tộc thế nhưng là có đại sự muốn làm việc này liên quan đến hắn phụ tộc tương lai tuy không thể bị những người khác nhiễu thần thừa dịp mọi người dương cung bạt kiếm thời khắc, hắn một luồng nguyên thần, đã vụng trộm rất hiếu, lặng yên không tiếng động rời đi. Mà giờ khắc này thái nhất, liền thần nông hiên viên đều là nghe ra được nữ oa lời nói bên trong ý tứ, thái nhất tự nhiên là sẽ không nghe không hiểu, trong lòng cười lạnh, khóe miệng, công lên một tia đường cong. Trận chiến này, bản hoàng ứng, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Chính khi mọi người nghi hoặc đông hoàng ứng chiến nhưng lại vì sao ngồi xuống thời điểm, tại thái nhất trước mặt, có một cái khác thái nhất ngưng tụ ra hiện chính là mộng thần lệ ngưng tụ thành quá một phân thân quá một phân thân tay nhỏ khẽ nâng lên tay bờ hư không có một vết nứt xuất hiện một thanh thiết bạch trường kiếm từ đó chậm rãi xuất hiện kiếm giữ trong tay giơ kiếm mà đứng thanh âm bình tĩnh không nổi sóng đến chiến mọi người ánh mắt cho dù là nữ oa khi thấy thái nhất trong tay thiết bạch trường kiếm thời điểm cũng hơi hơi co rụt lại chu tiên kiếm Bất Chu Sơn, Đại Nhật Thần Cung, Tử Tâm Trai. Đây là đế tuấn chuyên môn dùng để dưỡng thần một chỗ thiên điện. Thời khách này đế tuấn nằm nghiêng tại tơ vàng trên nệm. Trong điện có nhàn nhạt đàn hương lượn lờ. Mà tại đế tuấn tiến lên trước 3 mét, phải đình tướng thanh dục, một bộ lo lắng bộ dáng. Đế thượng, chín vị đế tử tại vu tộc cảnh nội tùy ý quá cảnh, thái dương chân viêm không biết thiêu đốt bao nhiêu vu tộc. Thần lo lắng, như là tiếp tục như vậy đi xuống, sự sẽ khiến vu tộc bất mãn, ừm. Đế Tuấn mở mắt ra, trừng mắt nhìn Thanh Dục, dọa đến cái này Thanh Dục lão đầu bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Bất mãn. Dám can đảm bất mãn, bản đế một triệu yêu binh giết tới, diệt hắn vu tộc. Không qua. Đế Tuấn nhớ mày. Cái này chính cái nghiệt xúc cũng thật sự là không tưởng nổi, đã dám như thế vi phạm bản đế cấm lệnh. Cũng nên thích hợp trừng trị một phen. Đã không thích trở về, vậy cũng chớ trở về. Lấy ra lệnh đi miễn đi cái kia chín cái nghiệt xúc tiến vào bất chu sơn kết dưới quyền hạn thanh dục lão đầu sững sờ mặt lộ vẻ khó xử đế thượng thất thần làm cái gì bản đế để ngươi làm liền đi làm đế tuấn quát lớn một tiếng thanh dục lão đầu cũng không dám nữa nói chuyện trì hoãn vội vàng xưng là lui xuống thật tình không biết hắn cái này một đạo mệnh lệnh hối hận chi không kịp